Tiếp tục đến với nội dung phim Vũ Động Càn Khôn, sau khi thăm dò, nhóm người Lâm Động cũng phát hiện được hang động của Viễn Cổ Long Viên. Nghe lời khẳng định chắc chắn từ Điêu Xa rằng sẽ làm được, Lâm Động liền nhảy xuống, sau đó tiến vào trong hang động. Nhìn thấy yêu thú đang ngủ say, cậu định tiến lại gần lấy ít máu, vậy nhưng Điêu Xa đã ngăn lại. Trong mắt vẫn nên rút lui thì hơn, hắn đã nói làm được thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là không ngờ thực lực con Long Viên này đã là tạo hóa cảnh cho nên phải tìm kế sách khác. Nói tới đây thì con yêu thú cũng thức dậy, đám người Lâm Động chủ là thượng sách. Không may là cậu vô tình phát ra tiếng động khiến nó đề phòng, nhờ có Điêu Xa trợ giúp che giấu khí tức nên ba người mới không bị bại lộ. Không phát hiện ra kẻ đột nhập, nó tiếp tục nằm xuống đánh một giấc. Điêu Xa cho biết, chiếc sừng trên đầu nó là đặc trưng của Long Viên có huyết của rồng nên phải lấy tinh huyết từ chiếc sừng. Không chờ đợi thêm, Lâm Động liền bước ra rồi chậm rãi tiến tới động thủ. Đáng tiếc là kế hoạch không thành công, ngược lại còn bị bại lộ khí tức buộc Lâm Động phải ẩn nấp vào tảng đá trước mặt. Lúc này khoảng cách của cậu và con yêu thú đã rất gần, chỉ cần nó quay mặt xuống là sẽ phát hiện ra kẻ đột nhập. Điêu Xa bên ngoài nhanh trí ném ra cục sừng đánh lạc hướng. Nó nghe được tiếng động ở ngoài nên lập tức chạy ra kiểm tra. Điêu Xa nhờ vào màn giải cứu này lại có một cái để khoác lác. Hắn nhờ vào cái mũi thính của mình ngửi được mùi lạ nên nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhìn hai viên màu đỏ ở giữa hồ máu, hắn nhận ra đây chính là vạn thú quả. Không ngờ con long viên này lòng dạ cũng thật độc ác. Vạn thú quả có thủ đoạn luyện chế tàn nhẫn, mà phương pháp luyện chế cũng chỉ có một số yêu thú mạnh mẽ có được khí tức truyền thừa mới biết. Muốn luyện chế thứ này cần ngừng kết vô số tinh huyết của yêu thú. Đợi tới khi luyện thành, viễn cổ long viên có thể mượn sức mạnh của vạn thú quả tiến hóa lần nữa để trở thành cường giả niết bàn cảnh. Nếu Lâm Động luyện chế vạn thú quả này, nói không chừng thực lực sẽ tiến thêm một bước. Lâm Động nghe vậy liền muốn thu vào tay, vậy nhưng Điêu Xa lần nữa ngăn lại. Yêu thú giống như long viên đã có chút linh trí, rất có thể nó đã bố trí lạc ấn trên vạn thú quả. Một khi bị hái đi, nó lập tức sẽ phát hiện, đồng thời cảm ứng được vị trí của kẻ trộm. Tuy nhiên, chuyện lạc ấn đối với Điêu Xa chẳng khác nào là đang mối diều qua mắt thợ, chỉ cần phất tay một cái là có thể che đậy. Nói rồi, hắn lập tức muốn thể hiện bản lĩnh. Quả nhiên là có tác dụng, sau khi lạc ấn bị che đậy, Lâm Động nhanh chóng thu vào tay, vừa đúng lúc viễn cổ long viên quay lại nên cậu nhanh chóng chuẩn là thượng sách. Lần này liều mạng đúng là không lỗ, tuy nhiên vừa mới ra đến ngoài đã bị chặn đường. Kẻ làm chuyện này không ai khác là hai tên đệ tử của kiếm môn đã xuất hiện ở tập trước. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một lão gia được gọi là Cổ Nham trưởng lão. Hai tên kia thấy trưởng bối đi tới liền nhanh trí mách lẻo chuyện Lâm Động tùy tiện xông vào, còn tùy ý hái linh dược. Mục đích hiển nhiên là muốn để cho Cổ Nham xử lý tên tiểu tử này. Lâm Động không còn cách nào khác là hạ giọng xuống giải thích rồi chủ động giao ra linh dược. Tuy nhiên, lão gia này lại muốn đòi thêm tiền bồi thường. Chỉ cần đem túi càn khôn và linh bảo giao hết ra, có lẽ lão còn tha cho Lâm Động một mạng. Lời này hiển nhiên là đang muốn cướp đoạt, cho nên Lâm Động không muốn nhân nhượng nữa, cậu lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cổ Nham thấy vậy thản nhiên bộc phát thực lực săn đè, muốn sử dụng bạo lực, ít nhất cũng phải xem năng lực của mình. Lâm Động nhận ra lão già này đã là tạo khí cảnh, cao hơn mình một bậc. Kẻo này khó thắng nên Điêu Xa nhanh trí bảo cậu đưa cho lão một viên vạn thú quả. Lâm Động nghe theo, cậu lập tức lấy đồ vật ra, nhìn thấy thứ này Cổ Nham liền sáng mắt. Lão đáp ứng yêu cầu cho Lâm Động rời đi. Sau đầu tận tay, cậu không ở lại thêm nữa mà Cổ Nham cũng vậy. Lão giữ đúng lời hứa và vui mừng quay về. Bản thân Cổ Nham đâu biết rằng mình đã bị Điêu Xa tính kế. Bây giờ Lâm Động chỉ cần đi theo xem kịch hay là được. Quay lại hang động không thấy vạn thú quả đầu nữa. Viễn cổ long viên vô cùng tức giận, nó điên cuồng đập phá. Về phía Lâm Động, nhờ bám đuổi theo đám người Cổ Nham, cậu cũng tới được sau huyệt của Cổ Kiếm Môn. Không ngờ rằng đây lại là một đại tông môn, doanh địa này với quy mô rộng lớn, thảo nào bọn chúng dám phách lối như vậy. Lão già tóc bạc này chính là trưởng môn của Cổ Kiếm Môn. Cổ Nham sau khi quay về liền khoe vạn thú quả với lão. Nhìn thấy món đồ này, vị trưởng môn cũng phải sáng mắt. Nếu như có thể luyện hóa nó, thực lực của Cổ Nham sẽ tăng tiến thêm. Điều này giúp cho tông môn đủ sức đối chọi với viễn cổ long viên. Nếu săn giết được nó thì càng tốt, tới lúc đó sẽ có được càng nhiều bảo vật. Nghĩ tới điều này đã sướng hết cả người, chỉ có điều bọn họ không ngờ rằng tai họa sắp ập tới. Đến nửa đêm, trong khi mọi người đang say giấc thì viễn cổ long viên dựa theo lạc ấn trên vạn thú quả tìm tới. Có thể nói rằng, lớp che đậy lạc ấn trên vạn thú quả của Cổ Nham đã bị Điêu Xa gỡ xuống, nên nó mới biết được chỗ mà tìm tới. Đây cũng là điều mà Lâm Động mong muốn. Cậu chỉ cần cho hai bên đánh nhau sức đầu mè chán rồi ở phía sau hưởng lợi. Biết viễn cổ long viên tìm tới tận cửa, vị trưởng môn của Cổ Kiếm Môn cũng căng thẳng. Thực lực của nó quá mạnh, tất cả đệ tử lao lên ngăn cản đều bị một đập đánh bay đi. Tình thế không ổn, lão gia liền yêu cầu tất cả các đệ tử có thực lực từ nguyên đan cảnh trở lên tập kết, bố trí cổ kiếm đại trận. Nghe được hiệu lệnh, các đệ tử liền tập trung lại một chỗ, trưởng môn nhanh chóng khai mở đại trận. Ở bên dưới, viễn cầu long viên vẫn liên tục bón hành cho những đệ tử khác. Sau khi càn quét xong một lượt, nó liền nhảy lên cao, dùng một tảng đá ném vào đại trận. Đáng tiếc là khả năng phòng ngự của cổ kiếm trận quá vững chắc, không hề có chút sức mẻ nào sau khi bị ném nguyên tảng đá.
Không chờ đợi thêm, Trường Môn cũng huy động đại trận tạo ra một thanh kiếm khổng lồ chém về phía Viễn Cổ Long Viên. Viễn Cổ Long Viên nhanh chóng ngăn lại, thực lực của nó nhìn hơn lão xa Trường Môn, vậy nhưng đối mặt với sức của nhiều người hợp lại thì nó vẫn không phải đối thủ và nhanh chóng bị đẩy lùi. Tuy nhiên bởi vì có bản thể yêu thú cứng rắn, vậy giáp bao bọc toàn thân nên bị oanh kích như vậy vẫn không chút tổn thương. Nó không mình phá vỡ thanh kiếm khổng lồ. Các đệ tử đang bày trận cũng vì điều này mà bị phản phệ và bị thương. Sau khi bị ăn thua thiệt, lão xa lại một lần nữa ngừng kết thực lực tiếp tục tấn công. Mỗi một lần đẩy lùi được kẻ địch thì nguyên lực của các đệ tử lại bị ít đi. Cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc đại trận sẽ bị phá. Sau thoáng chốc suy nghĩ, lão quyết định liều mạng bằng cách huy động nguyên lực của tất cả đệ tử. Mặc dù thực lực của bọn họ còn yếu, vậy nhưng tập trung lại một chỗ thì uy lực sẽ tăng vọt. Rất nhanh sau đó, đợt công kích khác lại xuất hiện. Lần này không tụ một thanh kiếm khổng lồ nữa mà là vô vàn thanh kiếm nhỏ. Một màn mưa kiếm lao tới tấn công Viễn Cổ Long Viên. Đáng tiếc, thân thể con yêu thú này quá vững chắc, lại có thêm vũ kỹ gia tăng thực lực. Nó điên cuồng lao tới, sử dụng thân mình công phá đại trận. Hai bên vai chạm tạo ra vụ nổ kinh hoàng. Mặc dù đập tan được kết giới, vậy nhưng Viễn Cổ Long Viên cũng bị thương không hề nhẹ chút nào. Có thể nói rằng hai bên đều đã tổn thương nghiêm trọng. Lão gia Trường Môn thắc mắc, rõ ràng con xúc sinh này đã bị thương, vậy nhưng vì sao vẫn liều mạng nhắm vào chúng ta? Nói tới đây, lão chợt nhớ ra vạn thú quả nên yêu cầu cổ nhằm lấy ra kiểm tra. Nhìn vào ân ký khắc phía trên, lão liền hiểu ra nguyên do. Cách duy nhất bây giờ chính là vứt nó đi. Viễn Cổ Long Viên nhìn linh quả bay ra ngoài liền đuổi theo. Lâm Động thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo con yêu thú. Trong khi đó, cổ nhằm vì chuyện này mà bị ăn một vả từ Trường Môn sư huynh. Cổ nhằm suy đoán, có lẽ là do Lâm Động rời trò. Sau này gặp lại, lão nhất định sẽ không bỏ qua. Trở lại hàng động, Viễn Cổ Long Viên lúc này đã bị thương rất nặng nên phải nằm xuống nghỉ ngơi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để Lâm Động rút lấy tình huyết. Tranh thủ lúc đưa ra thôi miên con yêu thú, cậu liền hành động. Đầu tiên là cắt bỏ sừng, sau đó thu lấy tình huyết. Quá trình này có vẻ gây ra đau đớn cho Long Viên nên nó liên tục kháng cự, cảm giác muốn tỉnh lại. Ngay khi Lâm Động lấy được một viên tình huyết cũng là lúc quá trình thôi miên của điều xa hết hiệu lực. Nó nhanh chóng thức tỉnh, bộ dạng vô cùng tức giận. Và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, mời mọi người đón xem nhé. Tập phim tới đây là hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau.